Thưa quý vị, ngày 19 tháng 10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed báo hiệu tạm dừng tăng lãi suất. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết là ông vui mừng với việc lạm phát đã giảm trong mùa hè qua và ngân hàng trung ương khó có thể tăng lãi suất trở lại trừ khi có những bằng chứng rõ ràng về việc là các hoạt động kinh tế mạnh hơn sẽ gây nguy hiểm cho tiến trình này. Bình luận của ông Powell thì phù hợp với những nhận xét của các quan chức ngân hàng thời gian qua về khả năng giữ ổn định lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào hai ngày là 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Ông cho biết việc đưa ra các quyết định tiếp theo về tăng lãi suất hoặc thời gian giữ lãi suất cao ở mức hiện tại sẽ phụ thuộc các dữ liệu sắp tới, các dự báo và cũng như là cân bằng các rủi ro. Các quan chức của Fed hiện đang phải đối mặt với bài toán dự báo khó khăn vì mặc dù các hoạt động kinh tế đã chỉ ra những dự báo về một đợt suy thoái sắp xảy ra, nhưng lạm phát cũng đã giảm. Chuỗi cung ứng đã phục hồi, nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ và nhân công giảm bớt do nền kinh tế mở cửa trở lại sau đại dịch. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell cảnh báo là lạm phát vẫn quá cao dù cho thấy là đã giảm gần đây. Trên phố Wall thì chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,8% xuống còn 33.414 điểm. Chỉ số S&P 500 thì giảm 0,9% xuống còn 4.278 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite thì giảm 1% xuống còn 13 000 186 điểm. Phát biểu tại một hội nghị ở New York, chủ tịch Powell cho hay là lạm phát vẫn còn quá cao và số liệu kinh tế khả quan trong vài tháng qua chỉ là bước khởi đầu để xây dựng niềm tin cho rằng lạm phát đang giảm xuống gần với mục tiêu của Fed. Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu cũng đã nới rộng mức giảm sau đợt sụt giảm nặng nề trước đó ở châu Á, trong khi giá dầu thì lại tăng cao. Ngày 19 tháng 10, tập đoàn sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới, TSMC của Đài Loan Trung Quốc cho biết, lợi nhuận của hãng này đã giảm 25% trong quý 3 vừa qua, nhưng nhu cầu đối với các sản phẩm chip bán dẫn tiên tiến dành cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện đại thì lại tăng. TSMC thì cũng chiếm hơn 50% sản lượng chip trên toàn thế giới được sử dụng trong mọi thiết bị từ điện thoại thông minh đến tên lửa. Và cũng theo công ty này thì lợi nhuận dòng của hãng trong 3 tháng vừa qua đã giảm 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 211 tỷ Đài tệ, có nghĩa là tương đương 6,5 tỷ đô la Mỹ, trong khi doanh thu giảm 11% xuống còn 546,7 tỷ Đài tệ. Tuy nhiên thì giám đốc điều hành của tập đoàn thì cũng cho biết là nhu cầu các ứng dụng AI ngày càng tăng mạnh và hãng này thì đang nỗ lực tăng cường khả năng sản xuất để có thể đáp ứng được thị trường. Nhu cầu về chip hiệu suất cao đang ngày càng tăng khi mà các công ty sản xuất phần cứng cần AI để phát triển sau thành công của công cụ trò chuyện chatbot ChatGPT. Chính phủ Ấn Độ cho phép là xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo trắng, không phải giống Basmati đến Nepal, Cameroon, bờ biển Nga. Guinea, Malaysia, Philippines và quần đảo Sikeles. Cụ thể là cho biết là 95.000 tấn gạo đã được xuất sang Nepal và 190.000 tấn xuất sang Cameroon. Trong khi bờ biển Nga và Guinea thì mỗi nước được nhận là 142.000 tấn đến 170.000 tấn xuất cho Malaysia, 295.000 tấn cho Philippines và 800 tấn xuất sang quần đảo Sikeles. Vào hồi tháng 7 thì chính phủ Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo trắng không phải là giống basmati nhằm tăng nguồn cung cho thị trường nội địa, hiện xuất khẩu được nối lại nhưng mà phải có giấy phép của chính phủ nhằm giúp một số quốc gia đáp ứng được nhu cầu an ninh lương thực. quý vị, đã gần 2 tuần kể từ khi lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas tiến hành cuộc tấn công hiệp đồng vào lãnh thổ Israel, dẫn tới bùng nổ của cuộc xung đột giữa hai bên, khiến hơn 4.400 người chết tính đến thời điểm này. Quy mô của cuộc tấn công phủ đầu phía Hamas đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà lực lượng vũ trang này có thể tiếp cận nguồn tài chính để triển khai chiến dịch gây sốc đến như vậy? Israel mặc dù là một quốc gia có diện tích nhỏ bé, tuy nhiên năng lực quốc phòng được xếp thứ tư toàn cầu và là một trong 9 cường quốc hạt nhân của thế giới. Mái vòm sắt của Israel là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến. Tuy nhiên, ngày 7 tháng 10 vừa qua, nó đã bị làm cho quá tải bởi hơn 2.000 quả rocket của lực lượng Hamas trong một chiến dịch tấn công hiệp đồng được đầu tư công phu. Là một tổ chức khủng bố, Hamas phải đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt và bị loại trừ khỏi hệ thống ngân hàng quốc tế. Tuy nhiên, tổ chức này lại nhận được một lượng tài trợ đáng kể dưới dạng tiền điện tử trong những năm qua và đây chính là nguồn thu quan trọng để nhóm này duy trì hoạt động cũng như triển khai cuộc tấn công vào Israel. Hamas đã nhận được 41 triệu đô la viện trợ dưới dạng tiền điện tử trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 4 năm 2024 bằng cách kêu gọi tài trợ trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter khi nhận được tiền điện tử rồi thì họ sẽ sử dụng để mua vũ khí hoặc đổi ra tiền mặt nhờ các bên trung gian tới các quỹ bí mật mà họ kiểm soát. Bất chấp việc bị Israel nhiều năm cô lập về kinh tế, tạp chí Forbes của Mỹ từng liệt kê Hamas vào danh sách một trong những nhóm khủng bố giàu có nhất thế giới vào năm 2014, khi doanh thu của nhóm khủng bố này ước tính lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này đến từ thuế, phí tại giải Gaza nơi chiếm đóng của họ cũng như hỗ trợ tài chính và quyên góp từ các quốc gia khác trong đó có Iran, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Iran lại là một trong những trạm trung chuyển tiền điện tử lớn của thế giới bởi họ vốn đã quen thuộc sử dụng loại hình tài chính này để qua mặt các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Iran gần như chắc chắn đóng vai trò trung gian thu thập, rửa tiền điện tử cũng như cung cấp tiền mặt cho Hamas. Tiền điện tử đã giúp những người ủng hộ Hamas ở những khu vực thù địch với nhóm này dễ dàng vượt qua các lệnh trừng phạt hơn. Liên hợp quốc ước tính rằng tiền điện tử chiếm tới 20% nguồn tài trợ khủng bố trên toàn thế giới là công cụ tài trợ hoàn hảo cho các nhóm tội phạm vì các khoản tiền này khó theo dõi và có thể trốn tránh được các quy định tài chính hiện hành. Chỉ có thể truy ra nguồn gốc số tiền điện tử nếu nó được giao dịch qua sàn chính thức. Nếu sử dụng ví độc lập đã được mã hóa để chứa tiền điện tử thì sẽ không có cách nào biết được số tiền đó đến từ đâu. Việc thu giữ các tài khoản Hamas gần đây đã làm gia tăng sự giám sát chặt chẽ về tiền điện tử. Sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10, chính quyền Israel tuyên bố họ đã đóng băng một số tài khoản tiền điện tử có liên quan đến Hamas. Bên cạnh đó, chính quyền Washington cũng đang xem xét việc cùng các đồng minh phương Tây xây dựng các lực lượng đặc biệt nhằm ngăn các nhóm khủng bố trên thế giới nhận tài trợ từ tiền điện tử.